cái này là nó tốt hơn cái mà siêu quẩn siêu quẹ vừa đó. Đây thôi, 8 đi vô coi phim vậy ha. Vừa chuyện qua với chuyện kia là không, 2 ngày không có phim rồi. Chị buồn, chị rất là buồn. Sao? Chị rất là vui. Chị muốn coi phim. Chị ngồi ở đây chán quá. Chị tự coi, tìm cái phim nào khác coi. Chị muốn coi với Phát chứ tự coi nói vậy. Coi bà Phát Mufi, coi Phát Mufi chơi coi rồi. Không, chị không thích coi nữa, chị không thích coi nữa. Chị coi Đông Cung. Chị không thích coi Đông Cung nghe nói nha. Ngược là chị không coi đâu. Chị coi sơ sơ, thấy diễn viên đẹp thì chị coi. Mấy Đông Cung đẹp dĩ nhiên là diễn viên đẹp. Chị chỉ có sơ thôi chứ mấy khúc bì gì đâu coi rồi. Chị coi mấy đoạn cắt. Còn bà Pháp Vương Phi thì chị cũng coi mấy đoạn cắt thôi. Với lại đó chị cũng có đọc truyện rồi, đọc tiểu thuyết rồi. Đông Cung trục gì. Đông Cung của gái tự cắt. Ngộn. Từ cắt cổ rồi nhảy tường thành nữa, tùm lum á. Mà sao nhảy tường thành bắn giáp chết được hay gì? Nhỏ A Độ cứu. Ồ A Độ chết hả? Cứu đó A Độ chết sao? Không, mới nhảy xuống A Độ có võ công mà, cho nên là chở như này đi. Chưa chết. Nhập phổi, nhập lá lách thôi. Chưa chết được. Tại sao cuối cùng mới chết? Chứ em quyết chết cho mình được ha. Chứ trời ơi, sống chi khổ quá. À đúng rồi, mấy cái hộp bút chì màu nhớ không? Cô Phát đâu rồi? Phát để đâu chị Phát nhớ không? Đâu bút chì màu đâu. Hai ba hộp lận. Đâu? Ai biết. Là... Ủa không nhớ là đó nha, có trong đơn nhiều lắm. Không, chị lục rồi, không thấy. Phát lấy ra rồi. Đông Cung bi ghê. Ngược tơi tả tơi. Nhưng mà cũng giống như trong Bà Phái Mương Phi là thằng chính không bao giờ lợi dụng nhân chính không? Không, được. Được hoàn toàn, thằng gia chánh là thằng khốn nạn. Khốn nạn với tiểu trụ này. Nhưng mà nó đâu bao giờ lợi dụng cái này đâu. Mới khúc đầu thì có lợi dụng thì. Khúc sau nó cũng lợi dụng mà. Nó lợi dụng hết á. Nói chung là phim đó là thằng gia chánh là thằng khốn. Ở trong truyện nó khốn. Ở trong phim thì nó đỡ khốn hơn một xíu. Bạch Phát thì nó thằng này không lợi dụng nó thiệt. Ở trong phim thì tốt á, nhưng mà ở trong truyện á thì nó cũng ác như thường à, nhưng mà ác với người khác chứ không phải ác với nhỏ chánh. Ác cái kiểu là nói tổn thương nhỏ này, nói những câu nói rất là tổn thương nhỏ này, nhưng mà ngược lại thì có ích cho nhỏ này. Như này buồn. Rồi nói chung là Bạch Phát là nè, Đông Cung á là chỉ có một thằng đó làm như này buồn thôi đúng không? Còn bên phim Bạch Phát á là ba thằng làm cho như này buồn. Ở sao? Trong phim là ba thằng. Ngộ ha. Thằng nó thương nè. Thì khỏi nói rồi đúng không? Rồi thằng Hoàng Thượng, thằng mốt mới đầu là tướng quân, sau lưng là Hoàng Thượng nè, là lợi dụng nó 100% nè. Còn thằng mà ở bên vương quốc của nó là huynh của nó. Nhưng mà không phải huynh á, chị nói rồi đó. Là thằng đó là không phải lợi dụng gì hết, nhưng muốn cứu sống nó và bằng cách là hại nó này kia nọ vậy. Ý hệt như là phải, nếu mà muốn cho nhỏ này giải độc đi, là bắt buộc là phải hại nhỏ này, lợi dụng nhỏ này, bà mẹ bà ác nhất bà Trùm á mới cho thằng này thuốc giải để trị cho nhỏ này, mà trị từng tháng chứ không phải trị hết luôn. Muốn trị hết luôn chỉ có một cách. Yeah. Lấy máu của nó, lấy hết tất cả máu của nó, đổi máu với nhỏ này. Nó mới sống được thôi, nhỏ này mới sống được, nó chết. Nó mới đầu nó cũng muốn vậy, nhưng mà nó chết rồi ai bảo vệ nhỏ này. Cho nên bằng mọi cách nó phải sống, tới lúc mà nó biết là nhỏ này có hai ba người bảo vệ đó. Nó mới... thằng đóng vai hoàng thượng bên thằng Vinh đó, Vinh chính đó, thằng Vinh chuyên gia đóng vai bì hả, phải chuyên gia đóng vai mà còn tội không, dạ thân. Bởi vậy ta coi phim đó ta thích đó, tại vì đó có mấy phim nổi sẵn rồi. Đông Cung Bạch Phát sao nó không làm luôn Phế Hoàng Hậu đi, trong trọn bộ. Chắc Smoke sẽ làm thôi. Trời Đông Cung mà còn làm Phế Hoàng Hậu dễ dàng vậy không làm. Nhưng mà Phế Hoàng Hậu ác quá. Chị nghĩ chứ không lên phim đâu.
lên phim không lẽ thành chính ác diễn lắm sao? Luôn á. Thành chính diễn sao? Thằng chánh là từ đầu phim tới cuối phim nói là không thương nhỏ này, lợi dụng nhỏ này 100% luôn. Muốn trị bệnh cho nhỏ ác, kêu nhỏ này là phải đi tới kia chặt một lóng tay hay cánh tay của nhỏ này quên rồi, hình như lóng tay á, hai lóng tay của nhỏ này là lấy được cái giải độc gì cho nhỏ ác á. Trong khi rồi cái phải là bán mạng cho thằng này làm tướng quân mà đúng không? Trên người hàng ngàn vết đau, sẹo. Rồi cuối cùng nói cho nhỏ này vô làm phi. Nhưng mà vẫn quan tâm với nhỏ kia, nhỏ này chỉ làm phi bù nhìn thôi, rồi bị nhỏ ác hãm hại nữa. Nhỏ này biết hết á, nhưng mà thôi mày hại tao thì tao hại uống luôn, chết luôn. Thôi bà thương ai? À, bà ấy phi đó. Bà ấy phi là cho thế hoàng hậu. Phi hậu tướng quân. Khúc cuối tự nhiên thằng đó khóc. À, khúc cuối á, này mất rồi mới biết. Rồi tự nhiên khúc cuối miêu tả hàng thằng bà ác á, thì đâu mất tiêu. Điện của bà cũng mất tiêu luôn. Nói chung bà ác tự nhiên cái mắt vậy luôn vậy. À, không nói ý hình như là hoàng thượng tự nhiên đang thương bà, cái tự nhiên hết thương vậy, hết sủng đó. Hết sủng hết thương kia, không hiểu sao thằng này biết là nhỏ đó hại nhỏ chánh á, biết hết á mà không làm gì hết, lợi dụng để cho thống trị đất nước vậy, nó mê hoàng đế hơn nhỏ này. Nói chung khi đó ngược kiểu lắm, nó thực tế ngược một cách vô lý, ngược một cách thực tế vô lý khi máu. Vua thì lòng dạ lưu lúc nào cũng vậy chứ. Mà cũng tức bà phải hoàng hậu nữa, thương chi thương không đúng người. Tại vì thằng này hồi lúc trước là cứu mạng nó. Cứu gì? Lợi cứu từ nhỏ. Thấy nó có giá trị. Ờ, thì mình người ngoài thì mình thấy có giá trị vậy đúng không? Nhưng mà hả, mà thằng này không cứu nó là nó chết rồi. Nên là mạng sống của nhỏ này là phụ, là nó muốn bán mạng cho thằng này. Dù thằng này đúng, dù thằng này sai, nó vẫn muốn bán mạng cho thằng này. Trung thành kiểu vậy á, y hệt như Cảm Tử Quân đó, cứu nó rồi dạy võ công cho nó. Rồi khúc làm phi, ôi đi ghét cái chết tao. Mà công nhận nha, làm như cái bài á phi á, là viết cho dành cho điên bà phải hoàng hậu á, khúc bà chết sao y chang vậy. Nó y chang vậy, khúc bà chết sao khen nha, nó dốc rượu luôn bà chết luôn mà đúng không? Đâu ớt gì chưa ra đâu nữa. Hay lắm. Bài hát nó dành cho anh, cho cái hậu không? Không, nó nói bài hát nó dành cho cái chuyện gì mà cô Đại Việt, ông đó đi rồi. Nhớ không, hồi lúc trước bác nói mà lấy cảm hứng từ đó. Còn phế hậu là cũng như trường hợp hay sao thôi, chứ không phải trùng hợp với cái cảnh cuối. Cảnh cuối phim, cảnh cuối truyện. Ghét. Nhưng mà em cũng thích nhỏ chính nữa. Hy sinh chi? Thì nó muốn nó hy sinh thôi chứ hy sinh chi là gì? Làm một tướng quân đàng hoàng thôi, là không phải ý em nói là trung thành, trung thành thì thực á. Nhưng mà sao không bỏ thằng đi được yêu thằng khác? Yêu khác còn cái gì vậy? Phim và truyện coi. Truyện là đã tác giả muốn là vậy rồi, đã nói là chuyện ngược rồi. Thì ít nhất không phải nhất không yêu thằng khác thì cũng giống như bà Phân Vi á, cưới thằng khác rồi thích chơi đó. Cưới thằng khác là do nhỏ này bị ép cưới và nó lý trí cho nên nó cưới. Bà Phát á gọi là nữ cường á, còn nhỏ này nữ cường nhưng mà cường kiểu là lụy tình, hiểu không? Còn bà Phát không nói nào nghe sai xôi chứ lý vị ưng đó. Mày thương tao kệ mà, tao đâu có cần cái quyền quy gì đâu, cái hoàng hậu đồ cứt không cần. Không, bà Lý Vương là không lụy tình. Bà Lý Vương nè ha, một đống thằng kêu bà làm hoàng hậu nè. Tao sẽ lo cho nàng, tao sẽ đưa nàng lên vị trí tôn cao nhất. Nhưng với điều kiện nàng phải giúp ta lên ngôi hoàng đế. Đó, thằng nào cũng chó vậy đó. Thì bà lên ngôi đế không phải làm hậu chứ. Nhưng mà lợi dụng cái này. Đa phần lợi dụng thấy nhỏ này giỏi mới thương mà thương cái kiểu thương lợi dụng chứ không phải là thương cái kiểu là nhỏ này giỏi thì tất nhiên rồi giỏi người ta mới thương chứ ngu ngu ngoài thèm thương.
Nhưng mà thương cái kiểu như Nguyên Liệt đó là nó thương gì nhỏ này là nó thôi. Đúng không? Chứ em không phải là gì lợi dụng gì hết. Em có thấy gì? Cái bà Lý Vương á, mà không thương Nguyên Liệt á thì y chang cho phía Hồ Tứ Quân luôn. Dạ. Là hy sinh tất cả gì đổi ngược vai đúng không? Ngược vai đúng không? Bà Lý Vương mà nó bà ác lên xíu nữa là vui lắm luôn, y chang luôn á. Đúng rồi, y chang luôn á. Khúc cuối hay dốc ngược chén rượu. Không, khúc cuối ra chiến trường tự đầm. Chính đứng như từ hải, đầm phập 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 phập. Giá ở nhà biết tin. Học rơi một giọt. Bà không khóc nức nào. Bà nó dơ một giọt. Dơ một giọt nước mắt. Một giọt. Rồi cái Nguyệt. Tên gì Nguyệt quên nè. Quên. Chị cũng quên nè. Chị Nguyệt. Chị Nguyệt. Nó hỏi cô nương làm sao vậy? Bụi bay vào mắt thôi chứ em đâu khóc đâu. Không. Vậy hả? Vậy em thăng đây. Trời Nguyên Liệt chết nhắc rồi. Nguyên Liệt thì chết. Chết trên sát trường. Mà Nguyên Liệt không dễ chết à? Không. Chắc chắn Nguyên Liệt chết nếu như không được nhà này yêu lại. Nó đi người. Nó mà không được nhà này yêu lại, Lý Vương yêu lại đúng không? Thì nó cũng vẫn bảo vệ nhà này 24/24. Tại vì có nhỏ này nó mới còn sống chứ không thôi là nó chết đi hình kiếp trước là mới 2-3 tuổi thì tử rồi. Nhưng mà nếu như á, bà Lý Vương á y chang như thôi trong cái hội Lý Vương là lợi dụng thằng này. Lợi dụng này Nguyên Liệt cũng không thương đâu. Không không, thương luôn mà, nó nói rồi mà, nó nói rồi mà, đúng rồi đúng rồi. Nó nói là dù nàng làm gì thì ta cũng thương mà. Em nói chân trong phái hậu tướng quân mà chị hay nói kỳ vậy? Quên, chị nhầm, chị lộn. Thương hết. Thương hết, bất chấp. Là nhỏ này kia này chết, này cũng chết. Thì có khúc nói vậy mà. Bởi vậy, nếu như bà Lý Vương á, giống như là tao phía trước tao bà chết rồi đó. Không còn thương ai nữa. Là coi như là không có được tiêu á. Y chang như trong phái hậu luôn. Bà không muốn thương một ai nữa đâu. Tại vì tác giả thấy nhỏ này tội quá. Nói chung là tại vì cái này là tiểu thuyết ngôn tình nên là thương thôi, chứ gặp mà người thường ở ngoài á là không bao giờ thương đâu. Trải qua ăn kiếp chặt vật vậy rồi giờ về trả thù thôi, thương gì nữa mà thương. Nói vậy mà không tin được đàn ông nữa. Nữa vậy thì em nói ní dân trong thực tế là cái chuyện đó là y chang phái Hoàng Tử Quân rõ ghê rồi, không thương ai hết. Là chàng trai này một là ra xa trường, hai là vì một cái gì đó mà bà Lý Vương phải giết thằng này thôi. Giống như là nó lên nó làm hoàng đế chứ nó cũng thông minh đỉnh cao ra xa trường cái gì. Thì im nói vậy á. Giống như là trong đó hay thằng khác có lợi hơn. Hoàng khác hả? Nó phải hoàng khác mà lợi dụng. Thì giống như nghĩ trong phía Hoàng Tử Quân sao ra vậy đó. Giống như là thằng Nguyên Liệt là không có thế lực nha. Nó cần một người có thế lực. Phát thấy Lý Vị Ưng á, nó cần thế lực của một người nào đó, nó có chịu để cho nó có chịu xuống nước không? Không. Không nha. Mày không cần tao thôi nha. Nhưng mà chắc chắn là mày phải cần tao đó nha. Không cần mày chết nha. Không cần. Đúng rồi. Tất cả thái bậc ngọc thái bậc Trân. Cái địch mệnh không nhớ. Thái bậc trân gọi là thái bậc giò. Giò. Thái bậc chân. Chân giò. Thái bậc phút. Là cần như này hết. Tao không hoàng đế mà cũng cần như này mà. Hoàng đế. Mẹ em nói nha. Nó thông minh quá. Nó muốn ai chết là chết à. Chứ đâu có nhiều phim quấn bầm dạp này kia ngô tình yêu rồi tầm lum hết trơn, bị dư quan giáo họa. Lý Vương là không có vụ bị dư quan giáo họa đâu, nó đều đi trước người ta một hai bước hết rồi, không có cái vụ là may mắn mà thoát nạn đâu. Bây giờ bà Bùi Hậu chết rồi, trên trời là không ai cùng mình nó trùm quốc. Người ta gọi là người ta trùm trường, còn nó là trùm quốc. Bây giờ là không ai đánh lại nó. Nguyên Liệt mà nó còn không biết nhỏ này suy nghĩ cái giống gì trong não mà nghĩ sao. Nguyên Liệt là thông minh nhất ở bên Nam rồi đó. Nói chung là tác giả búp sức mạnh.
cạnh nhỏ nhỏ này quá đỉnh, nó bức quá đỉnh luôn. Hại ta đến nha, ta đến từ chương 1 tới chương 9, 195 á, cứ 3-4 chương là nó hại một lần đúng không, là cả trăm lần, là cả mấy chục lần rồi đó, mà nó gì qua hết luôn, qua hết luôn, tính toán được hết luôn. Trời ơi, dạ chỉ cần anh mắt trừ khi muốn hại chứ muốn hại nó móc 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 mà này đâu là không hại được nữa, là mới có nước để hại mà này. còn mắt là còn chết, còn mắt là còn chết à, trừ khi là muốn hại mà này á, móc mắt này. Tắm đi cơ, tắm đi coi, bye bye đi, bye bye.